Rồi, xin thân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay lại đi thăm một bác tài trẻ tuổi đang lái con Kuta RX503 phiên bản mà bánh bị lầy đấy các bạn này. Bánh rất là bẩn. Thì sau khi con máy này đi vào làm trong công trình, trong trường học, thì bây giờ là đã xong xuôi tất cả rồi, đã sạch sẽ, được gọn đẹp tất cả. Thì bây giờ là máy cần phải đánh để di chuyển về nhà. Đấy, tức là bây giờ máy phải di chuyển về nhà. Nhưng các bạn cũng biết rồi, đây là một cái đường làng ngõ xóm, xe Ford thì không có thể vào trong đây được. Xe Ford thì không vào đây được, nên là bắt buộc máy phải đánh bộ ra phía ngoài đường to. Đấy, mà để đánh ra được ngoài đường to thì các bạn phải chạy qua đường làng ngõ xóm, nên là máy mà chân xích nó bẩn như thế này thì đảm bảo các bạn là không thể chạy được, đúng không? Có chạy ra thì các bạn biết là xích này nó bẩn như thế này thì ai cho chạy ra? Có cho chạy ra thì mình cũng phải đi dọn tha hồ mà đi dọn mấy ngày cũng không hết được đâu, rất là bẩn vì ở đây nó mới mưa xong nó lầy lội mà. Nên là máy tiện thể cái trước cái sân trường học này có cái đoạn ngập nước này, máy sẽ xuống đây rửa. Đây chính là cách mà máy xúc rửa, máy sẽ bá đạo luôn. Đấy, chạy đâu sạch đấy. Ôi cha, không rửa nhanh thì nước nó chảy hết thì không bao giờ sạch được máy. Cái đất này mà bây giờ mà bảo lái máy mà đi lấy xẻng mà chọc từng cục đất ra để nó rơi xuống mà lấy tay mà cậy ra mà rửa đi thì đến bao giờ nó mới sạch được con máy này, đúng không? Đây là cách rửa máy xúc quá bá đạo luôn. Hạ thấp xuống tí nữa. Đấy, thế. Đấy, hạ thấp nữa là ngập xích nó mới chạy. Đấy. Rửa như thế này, có rửa như thế này nó mới sạch được. Rửa này thì sạch máy mới có thể là đánh ra ngoài ao, đánh ra ngoài về thì về được. Bây giờ nó đang bị đầy đất như này đấy, nhá. Tiện thể có nước đây rửa, đây là cách rửa máy à, nó sạch bao nhiêu rồi đấy. Đây, cách rửa máy bá đạo luôn. Phải rửa như thế này xong thì máy mới đánh về được, còn để mà đầy đất thì tha hồ mà đi mà dọn. Đấy, bá đạo trên đường hạt gạo. Múc nước ấy. Anh ơi, múc nước mà hắt vào. Hất mạnh vào. Đấy, bao đất luôn. Đấy, một cách rửa máy bá đạo trên từng hàng gạo đấy. Quá trời người dân đứng ở trên đường làng chỉ để xem máy xúc rửa máy. Đấy. Cả làng ra xem máy xúc rửa máy như thế nào. Đây là chính là cách mà rửa máy bá đạo. Đấy, người ta thấy lạ quá, thấy chưa bao giờ thấy máy xúc cách rửa máy xúc như thế nào. Đấy, người ta chuyển sang là rửa máy một cách cực bá đạo luôn. Đấy, sau khi tăng xịt chán đi thì đến bây giờ là quay đi quay lại. Bá đạo chưa? Cả làng ra xem máy xúc rửa xích. Đấy, mình phải chạy thật nhanh, thật mạnh thì nó mới xích nó mới rụng ra được. Nếu không chạy nhanh, chạy mạnh thì xích.
nước dội lên ven. Ra ngay chỗ sâu sâu rồi này. Đấy, lại đậu ngay đầu cổng. Đấy, chui hẳn xuống hố luôn. Đấy, tha hồ tát nước. Đấy, sạch luôn. Quá nhanh luôn, quá sạch luôn ạ. Đấy, đây là đứng ở chỗ này thì tha hồ múc nước để mà tưới. Nói vậy chứ đi đào móng nhà hay đi làm công trình ấy, mà nó có những cái địa điểm có nước như vậy mà rửa thì đỡ các bạn nha. Nếu không có thì một là phải vào tận nơi, hai nữa là phải đi cậy đất. Còn nếu không cậy đất ấy, thì sau khi máy bò ra khỏi ngoài đường xong thì bắt buộc là chủ máy hoặc là lái máy hay là chủ nhà phải đi dọn đường. Đấy. Nếu không đi dọn đường thì lần sau không ai cho vào làm đâu, và người ta cần giữ cả máy luôn. Biết có rửa nữa không? Đấy, xích thì nó chỉ đến tầm đấy thôi. Đất thì nó chỉ rơi ra tầm đấy là hết thôi. Chả biết được còn rửa nữa không. Chắc là khả năng là rửa xong rồi các bạn ạ. Đấy, nhìn xích nó đã tương đối rồi. Dội nữa đi, ra đường nó rơi rụng xuống đấy. Hất mạnh lên này ạ. Đấy, các bác khi không chuyển thấy yêu cầu là phải rửa mạnh lên, hất mạnh nước lên thì nó mới sạch được. Hất mạnh lên tắm cả người luôn. Đấy, nó chảy chừng được bao nhiêu. Đấy, đỡ bao nhiêu. Chán quá, cả làng đi về hết rồi. Đấy, xuống bao nhiêu đấy, nó rơi đất rồi đấy. Lát nữa ra đường tha hồ mà dọn. Sạch sẽ. Đấy, tiện thể có sẵn nước để mà rửa. Ừ. Được, được. May này còn nhẹ đấy. Được, được. Mạnh lên tí nữa. Đấy, một pha hất đi vào lòng người, một pha rửa máy hất nước phát đi vào lòng lòng mình luôn, tức là hất nước vào lòng mình, gọi là pha xử lý hất nước đi vào lòng mình luôn. Đấy, nước trường học đã bắt đầu rút hết rồi các bạn. Đấy, sân trường đã khô rồi cơ. Quả sân trường đã được khô ráo sạch sẽ rồi. Tại vì cái này ngoài này chỉ cần một tí là nước nó thoát hết thôi mà. Nước nó thoát hết thì nó sẽ sạch sẽ. Cầu xích rồi gầm bệ sàn giết đều thấy cả làng
cả làng chạy ra xem máy rửa máy xúc. Đấy, hôm nay tiện thể ở đây có nước thì mới rửa được, chứ không có nước thì đúng bó tay luôn. Rồi, máy đã rửa xong xuôi và sạch sẽ các bạn ạ. Bây giờ thì sẽ tiến hành bò lên trên đường để cho nó khô một chút xíu. Đất đai nó có rơi ra, nốt thì rơi ra. Sau đó thì bác lái máy của chúng ta sẽ đánh máy di chuyển qua đường làng để lên phò, kéo về chỗ làm mới. Đây, một con máy đã rửa sạch sẽ xong xuôi và rất là mới. Đây, đây chính là cách rửa máy miễn phí luôn. Rồi, video của mình ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin thân mến kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần tiếp theo. Anh ơi, cái kia nó cuốn gầm kìa. Dây cước nó cuốn gầm kìa. Cái dây nó cuốn gầm kìa. Ở gầm ấy nó có cái lưới ấy. Giờ đánh về chứ. Đấy, nhấc cái nốt cái đấy ra cho nó khỏi dính vào gầm là ổn đấy. Đấy, đậu đây cho nó máy nó khô đi, xong là đất đai nó rơi xuống xong là đánh ra là vừa.